Mẹ về chưa em? Mình chưa thấy mẹ đâu. Em đã đi hết cả chợ rồi, tất cả các ngóc ngách từ đây ra chợ, soi xét từng nơi một vẫn không thấy mẹ đâu. Mẹ đi đâu được nhỉ? Đi tìm hết cả khu A, khu B. Trời ơi, cả sang bên kia chợ mà không thấy bà đâu. Mà bà quen ai ở đây nhỉ? Em đã nói rồi. Tìm bà ở đâu bây giờ? Em biết làm sao được. Đã bà bảo bà ai? Rồi, đừng có chuyện trò với ai, bà không nghe cơ. Hôm nay là ngày giỗ hả em? Giỗ chứ gì đâu. Thế sao thấy bày vẽ ăn uống tưng bừng? Giỗ không phải, sinh nhật cũng không. Khổ lắm cơ, cũng chỉ vì cái voucher đấy. Chả hiểu ai cho bà mấy cái voucher đi ăn ở nhà hàng đồ nướng đồ niếc gì ấy. Thế là bà bảo là mai ngày kia bà sẽ đưa cả nhà mình đến đấy ăn miễn phí. Em sợ quá, hôm nay mới phải dở ra làm một bữa cải thiện đồ nướng để cả nhà mình thưởng thức. Anh ơi, ăn ở nhà vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa rẻ. Thảo nào tự nhiên thấy bày đồ nướng la liệt, làm bụi bụi từ sáng đến giờ. Thì thế. Mà đi đâu mà giờ này vẫn chưa về? Thôi, ra đây giúp em một tay đi. Này em, bà đi đâu nhỉ? Cái bếp nướng nhà mình nó hỏng, em sai cái mẹ ra siêu thị mua. Bà sợ nó mua đắt nên bà đi theo. Khổ quá đi, siêu thị người ta có đang giá niêm yết, lo gì cái chuyện đắt rẻ. Mà đã có hóa đơn rồi, cứ thế mà chuyển nó ăn bớt làm sao được. Em cũng bảo mẹ như thế, nhưng mà mẹ không chịu. Mẹ bảo rằng nó không biết mặc cả, rồi trước sau gì cũng mua đắt. Nhưng mà em bảo này, anh, chính ra ấy, mẹ sợ con mẹ nó ăn bớt tiền. Bà cứ lo xa, ăn bớt làm sao được. Chưa thích người thì thích người. Bà nó cũng thế, là sao nó không đi bà đâu. Có chuyện gì mà mày cười như có chuyện gì đấy? Để cháu đi dương nghĩ bà nội, buồn cười lắm. Chuyện gì? Mày kể xem nào. Bà nội nhà mình đi siêu thị, nhưng mà mặc cả như đúng rồi, cứ như đi ra chợ mặc cả vậy. Chả mặc cả thì sao? Thuận mua vừa bán. Đúng. Này, nó là ô xin mà, nó cứ như là bà chủ, vung tiền lên tiêu. Chả biết tiếp tiền gì cả. Không phải, ở trong siêu thị người ta có giá niêm yết hết rồi, mặc cả làm sao được. Bà quê lắm. Hôm nay nhá, bà mua được một cái bếp nướng này với hai bó rau cải cúc cô chú ạ. Thế à? À này, lại nói đến rau cải cúc, ở nhà quê mình nhá, người ta cho không ấy, mà cùng lắm chỉ 1.000 đồng mớ. Ôi ôi, đây 10.000 một mớ, khủng khiếp. Cô chú không ở đấy, cô chú không chứng kiến được đâu. Mẹ ơi, ở trong siêu thị tất cả hàng hóa người ta đều dán giá niêm yết rồi, mình chỉ việc nhặt rồi ra thanh toán thôi, không có được mặc cả đâu mẹ. Đâu ra cái lý ấy nhỉ? Đúng rồi đấy mẹ. Để cho tả cho cô chú xem nhá. Bà nội nhà mình ấy, cái quầy hàng của người ta bán hàng mà bà nội cứ kiểu đi chắp tay đằng sau thế này này. Thằng cứ lườm, xong mấy cô bán hàng không hiểu chuyện gì xảy ra cả, cứ tròn mắt lên nhìn bà thôi. Xong bà chứ, này, chắc 1.000 cô bán không? Xong mấy cô kia chân mắt lên nhìn không hiểu gì cả. Xong rồi mặt rất sợ, bà là, ôi không được đâu bà ơi, đây là rau giá người ta niêm yết hết rồi, bọn cháu không thể bớt cho bà được. Đúng đấy mẹ. Xong bà chống tay như mẹ bà chửi người ta chứ, bà bảo là, này, tôi là tôi nói cho các cô biết nhá, ở quê có cho không tôi cũng không thèm lấy nhá. Này nhá, cái mớ rau này được vài cọng rau, bán 1.000 chắc gì đã ai mua bán 10.000. Thế còn bà đi thẳng. Cười gì? Hay lắm đấy mà cười. Đây là về nhà cháu kể lại thấy buồn cười đấy. Chứ còn lúc đấy ở đấy nhá, xấu hổ lắm. Cháu nói thật, cháu chỉ ước là có một cái ố ở bên cạnh cháu nhảy xuống cháu trốn cho đỡ xấu hổ. Thôi, mẹ thấy chưa? Mẹ thị lo. Chú nói cho cháu nghe nhé, bà ở quê, bà ra không biết thì bảo. Chứ cái gì mà phải xấu hổ? Đấy, ui dồi, ra ngoài ấy, nó cứ hoành tráng người mình, nó tiêu, nó vung tay lên. Này, nó chẳng biết tiết tiền gì cả, như là ném tiền qua cửa sổ. Nhưng người ta lại tưởng nó là bà chủ, còn mẹ là ô xin. Đấy. Thế thì lần sau cháu không đi với bà thôi. Được rồi, tóm lại, đưa đây cô xem cái bếp nào.
đấy ạ. Trời ơi, sao lại mua cái bếp này? Cô đã bảo là mua cái bếp hình tròn cơ mà. Không phải, cái này có phải cháu mua đâu. Cái này là do bà chọn mà. Sao bà lại chọn cái này? Mẹ ơi, con đã khảo sát kỹ rồi. Cái bếp kia tốt hơn cái bếp này rất là nhiều. Vừa tiết kiệm điện, lại vừa an toàn nữa. Bếp nào nướng mà chả nướng được. Không phải thế đâu mẹ ạ. Cái bếp kia dù nó có hơi đắt một chút, nhưng mà nó chất lượng hơn rất nhiều ạ. Không phải đâu. Tại bà nội nhà mình ham khuyến mại đấy. Người ta bảo là chỉ cần mua hàng có giá trị là trên 500 nghìn thì sẽ được tặng một phiếu quay trúng thưởng. Bà nội quay thế này này, thằng trúng 3 viên ngọc đấy. Tóm lại là mua cái bếp này bao nhiêu tiền? 800 nghìn. Tôi chết. Nhưng mà trúng được 3 viên ngọc trai. Trời đất ơi, sao lại 800 nghìn mà trúng được 3 viên ngọc trai bao giờ? Ngọc trai đắt lắm, quý lắm, ai người ta khuyến mại cho mà. Thật mà, cháu với bà được trúng 3 viên ngọc trai Biển Đông đấy. Trời ơi là trời. Cái bếp này ở bên cô Hà cô vừa mới mua xong có 540 nghìn thôi. Làm sao lại có giá 800 nghìn mà lại còn đòi trúng ngọc trai được. Chắc chắn là có cái gì đây mờ ám. Gọi điện khiếu nại đi. Để em gọi điện cho siêu thị em khiếu nại. Thôi, không phải khiếu nại nữa. Tôi sợ rơi, tôi đúc vào túi tôi rồi này. Đây, mẹ để cho con xem này. Đây, tận 3 cục cơ đấy. Người ta bảo là phần quà này chỉ dành cho 10 người may mắn nhất thôi. Thế à? Ui giời. Xem này. Ui giời ơi. Cái gì? Đây mà là ngọc trai Biển Đông ấy à? Đây là mấy cái viên thủy tinh để người ta cho vào cái bể cá cảnh mẹ ạ. Thì cho vào bể cá, cho nên là người ta gọi là ngọc trai Biển Đông là đúng rồi còn gì nữa. Mẹ ơi, các cụ nói cấm có sai mẹ ạ. Của rẻ là của ôi. Của đầy nồi là của không ngon. Đây là mẹ hiểu nhầm rồi. Chỉ là quà tặng thôi. Ai mà biết được. Tôi chết. Tôi chết rồi. Đến giờ phim của bà rồi. Đưa đây. Ôi mẹ ơi, con đang quảng cáo mà mẹ. Đến đâu mà mẹ? Không, quảng cáo gì. Chỉ một tí nữa là đến đây này. Mẹ ơi, người ta phải quảng cáo khoảng 3 phút cơ. Không. Nhà mình có mỗi một cái tivi, mỗi người thích xem một chương trình. Em thì thích xem phim tình cảm, anh thì thích thể thao, con Yến thích phim Hàn, nhưng mà mẹ thì lại thích cải lương. Bây giờ phải làm thế nào? Khó nhỉ. Thôi nha, kinh lão đắc thợ. Nhờ mẹ xem trước, xong rồi đến lượt em, xong đến lượt anh, sau đó mới đến con Yến, được không? Ai chẳng biết là nhường. Nhưng mà bà xem xong chương trình của bà nhá, thì hết chương trình của em, còn đâu nữa mà xem. À thế bây giờ này, khi nào mà mẹ xem tivi thì mình đọc báo hoặc là lướt Facebook hoặc là xem lại trên mạng. Anh làm sao đấy nhở? Lướt Facebook hay là đọc báo hay lên mạng cũng phải có giờ chứ. Ban ngày em còn bao nhiêu việc, mà phim người ta phát trên tivi thì chỉ có giờ nhất định thôi. Có phải thích xem lúc nào cũng được đâu. Trước kia thì bà thích cải lương, nhưng bây giờ lại mê cái anh Bolero này này. Từ ngày bà tham gia câu lạc bộ với các cụ ngoài kia, gớm, bà lại mê cái nhạc này chứ đi. Này, nghe bùi tai mà vào lắm cơ. Mẹ ơi, nhưng mà con á, con nghe con buồn ngủ lắm. Ôi dồi, cháu vật ở nhà mời hoa quả. Ờ rồi. Gớm có mỗi một cái tivi thôi, hôm nào cho con thấy cả nhà mình ngồi tranh nhau như trẻ con ấy. Ông bà cô chú không biết mệt à? Con. Thật đấy. Vâng. Cháu xin phép có một cái ý kiến nho nhỏ ạ. Ý kiến ý gò gì? Nhưng mà với một điều kiện là ngày mai cô chú cho cháu xin nghỉ phép một ngày cơ. Cứ mỗi lần nó giơ tay phát biểu ý kiến là ý như rằng nó là mặc cả. Ừ. Mà lần này không có hợp đồng gì đâu đấy nhá. Này, tháng này đừng có ký cọt gì nhá. Không ký cọt gì cả, đấy chỉ là thỏa thuận thôi. Thỏa thuận gì? Bây giờ cháu sẽ chia lịch bốc thăm theo tuần. Ừ. Mọi người sẽ bốc thăm cái lịch xem tivi của mình. Nếu mọi người cảm thấy như là không phù hợp với công việc của mình hoặc không đúng sở thích của mình thì đổi cho người khác. Đấy, thế có được không ạ? Được, đúng là ý kiến của con mẹt này. Mẹ ơi, mẹ thấy thế nào ạ? Tao không biết, cứ giờ phim của tao là tao xem. Cô. Ừ. Ôi giời. Cô ơi, cháu bảo này. Gì đấy? Hôm qua nhá,
cháu nhìn thấy có một chương trình phim truyện rất hay. Cô muốn xem, nhưng không phải là giờ xem TV của cô đúng không? Đúng rồi. Cái bộ phim đấy cô đang xem dở, đến cái tập ấy mà không biết thế nào. Cô thích lắm, nhưng mà là giờ của bà. Ôi trời, cô cứ lượn qua lượn lại. Nhưng mà có thấy bà xem đâu. Tay bà thì cầm cái điều khiển như này, nhưng mà bà đang ngủ gật. Tức chết đi được. Tức gì? Cô tức thì cô phải có ý kiến chứ. Ôi, cô chịu, bà khó tính lắm. Khó tính thì khó tính, mọi chuyện đều có cách giải quyết cả. Cách gì? Cách gì? Một cách rất là đơn giản. Cơ chế thị trường, thuận mua thì vừa bán. Thế là nào? Cô chả hiểu gì cả. Cô mua lại giờ xem TV của bà. Ai làm thế? Cô với bà là người nhà. Buồn cười chết. Ô kìa, chả có gì là buồn cười cả. Cháu nói thật đấy, nhà mình cũng như là một cái thị trường thu nhỏ. Cô thì cần xem TV, bà thì cần tiền. Hai người trao đổi với nhau, thuận mua vừa bán, chả làm gì ai cả. Nhỡ bây giờ bà không đồng ý, bà mắng cho tiền sao? Không, bà không mắng đâu. Bây giờ nhá, cháu sẽ đi trao đổi với bà. Nếu bà đồng ý thì cháu báo lại cho cô nhá. Cháu đi ra đây. Bà. Gì đấy? Dậy mà xem tivi chứ còn gì nữa. Đúng là các cụ nó chẳng có sai. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Ừ. Mày lẩm bẩm gì đấy? Con có lẩm bẩm gì đâu. Con chỉ bảo là người muốn thì không được, mà người có thì chẳng dùng. Ôi, mày nói ta chả hiểu cái gì cả. Thì bây giờ là giờ xem tivi của bà. Bà không thích thì bà bán quách nữa đi. Bán quách á? Mỗi cái tivi mày lại bảo bán quách. Không phải, ý con không phải như thế. Ý con bảo là đây là khung giờ xem tivi của bà. Nếu mà bà không muốn xem thì bà bán cho người khác. Bán cho ai? Không, đầy người muốn mua, chẳng qua là bà có muốn bán hay không thôi. Có, ta muốn bán. Ô, chính bà nói là bà bán đấy nhá. Mày nói ta chả hiểu cái quái gì cả. Thôi, cái giờ xem tivi của tao là tao cứ xem. Khổ lắm. Cái giờ xem tivi này này đang chiếu phim truyện mà cô thích. Vì vậy nên là cô rất muốn mua. Nếu mà bà đồng ý bán thì bà bán cái khung giờ này cho cô. Cô sợ bà không đồng ý nên không dám hỏi đấy. Không biết, không biết. Chả hiểu gì cả. Thế sao bà bảo bà muốn bán? Con chú. Ừ. Con về á? Này. Ừ. Hai bà cháu có cái chuyện gì mà thì thầm to nhỏ thế à? Con này này. Nó bảo có cái tivi nó bảo đem bán đi, chả hiểu nó thế nào. Tivi nào? Bà không hiểu ấy. Tức là đây là khung giờ xem tivi của bà. Nhưng mà bà ngủ gật nãy giờ bà có xem đâu. Con bảo là bà không xem thì đi bán đi. Nhưng mà bán cho ai? Ô, bán cho cô chứ còn bán cho ai nữa. Cái khung giờ này đang chiếu phim truyện mà cô thích. Cô rất là muốn xem, nhưng mà lại không phải là giờ xem của cô. Vì vậy là cô muốn mua lại từ khung giờ xem của bà. Từ bấy nó nói tôi chả hiểu cái gì cả. Tôi nói chung là tôi không có bán trác đổi mua gì cả. Cứ giờ thêm phim của tôi là tôi xem. Lúc đấy bà đồng ý là bà bán rồi. Thôi. Khổ thật đấy. Thế cái nhà này bây giờ là thành siêu thị hết à? Cái gì cũng có thể mua bán được à? Thế cứ tình cảm để đâu? Thôi được rồi. Con quyết định thế này. Con sẽ mua thêm một cái tivi nữa. Lát nữa họ chở họ lắp luôn. Ôi đúng là nhà điều kiện bố khác. Chuyện kia là chuyện cổ tích đi chú nhở. Cầu được ước thấy. Ông ấy kết thúc có hậu thật đấy. Bảo quê mới ra đấy hả bà? Ừ. Thế hả? Bà mới ra chơi. Nhưng mà đi chữa bệnh là chính. Thế hả? Thế kìa, tôi là bà của cháu Dũng và cháu Yến ở đây. Thế hả? Bà ra chơi chữa bệnh có lâu không? Ừ thì cứ đỡ một tí là từ về. Thế hả? Nhà quê nhiều việc lắm. Vâng. Thế thì chữa bệnh coi như là xong cái. Cháu ơi bà. Ôi ôi cháu. Chơi nghỉ ngơi bà. Nghỉ ngơi nhưng mà ở nhà nhiều việc lắm. Kệ chứ, việc đấy để cho con cho cháu bà. Bây giờ tuổi già rồi, bà về để cho con cho cháu, bà phải nghỉ ngơi. Đây thế ạ, cháu ở phòng nào? Không ạ, cháu cũng lên đây cháu chơi thế ạ. Thế ạ? Vâng ạ. Anh chơi ạ? Vâng ạ. Thế đi nhá. Vâng ạ, vâng chào bà. Vâng chào chị ạ. Mẹ ơi, sao gặp ai mẹ cũng chào hỏi thế? Mẹ quen rồi, ở quê ra nên gặp ai cũng chào người ta một tiếng. Thật lời chào cao hơn mông cỗ. Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây đã ạ. Cháu mẹ công đức.
Vâng ạ. Con nói mẹ nghe ạ. Ở đây cuộc sống ở thành phố nó không giống như ở nông thôn đâu mẹ ạ. Ở nông thôn thì người cùng làng cùng xã với nhau, mẹ xin. Biết nhau cả, cho nên gặp nhau ai cũng chào hỏi anh nhỉ. Còn cuộc sống ở thành phố nó khác, mọi người sống khép kín. Họ không thích mẹ hỏi han đời tư người ta như thế đâu. Người ta sẽ cho rằng mẹ cố tình khai thác đời tư, như vậy là làm phiền họ đấy. Con nói thế là thế nào ấy nhỉ? Không quen gặp nhau, dăm ba câu chuyện sẽ thành quen. Ai đời sống trong cái khu tập thể, nhìn thấy nhau, mặt cứ lừ như ông Tư vào đền. Thì con cũng biết thế, nhưng cuộc sống ở thành phố nó thế đấy mẹ ạ. Mẹ cứ sống cởi mở như thế, người ta lại lợi dụng. Có khi họ lừa mẹ cũng nên ý. Chị nói thế nào ấy chứ? Con nói thật mà mẹ, có nhiều khi những người già này, những người ở quê ra đây còn bị họ bỏ bùa mê thuốc lú. Họ nói thế nào họ thôi miên mà lấy hết cả tiền, rồi dây chuyền, nhẫn vàng đưa hết cả cho họ ấy mẹ ạ. Thì cũng có một vài vụ như thế, nhưng mà không phải nhiều lắm đâu. Mà thôi nè, anh thấy là mẹ cứ chào hỏi hàng xóm rồi mọi người ở khu này như thế cũng tốt chứ sao? Có làm sao đâu nhỉ? Ảnh hưởng cái gì? Thôi. Tôi là người nhà quê, tôi không quen cách sống của các anh các chị ở thành phố. Thôi, tôi mỏi mồm quá rồi, tôi đi nằm đây. Ok. Mẹ. Em. Anh. Đi cho mẹ thì cứ phải tế nhị chứ sao lại cứ nói thẳng như thế. Thế bây giờ em mới nói thế nào? Lẽ ra anh phải khuyên mẹ chứ. Nhưng mà đấy là thói quen của người già, khó sửa lắm em ạ. Thói quen nào của người già? Đấy là cái thói quen nhiều chuyện của người nhà quê, anh hiểu chưa? Này, vụ quá lời rồi đấy nhá. Hay thật đấy. Thì thôi, nhưng mà này, em nói cho anh biết nhá. Em đi cùng với mẹ từ chợ về đây, anh có biết mẹ chào hỏi bao nhiêu người không? Gặp ai cũng chào, gặp ai cũng hỏi. Vừa mới đây em đi đổ rác, thấy đứa nói chuyện với một cô bé ở cửa thang máy kia. Em cứ tưởng là người trong khu này, hóa ra tận đầu đến ý. Anh chả hiểu cái gì cả. Anh có đi chợ như em đâu mà anh biết. Ra đến chợ, mọi người hỏi em hôm nay anh đi công tác ở đâu về chưa? Hôm nay nhà mình tiếp bạn giai của con Yến, rồi là bạn gái của thằng Dũng. Người ta biết thông tin thì mẹ tiết lộ như vậy thì người ta chia sẻ, quan tâm hỏi han thì có gì đâu mà phải nghiêm trọng như thế nhỉ? Người ta chia sẻ cái gì? Rồi có ngày tất tật tật chuyện gì trong nhà mình cũng ra đến chợ ấy. Có ngày em anh đi về nhà chỉ còn con nắp thôi. Em lo hơi xa rồi đấy. Trời ơi, mẹ về chưa em? Mình chưa thấy mẹ đâu. Em đã đi hết cả chợ rồi, tất cả các ngóc ngách từ đây ra chợ, soi xét từng nơi một vẫn không thấy mẹ đâu. Mẹ đi đâu rồi nhỉ? Đi tìm hết cả khu A, khu B. Trời ơi, cả sang bên kia chợ mà không thấy bà đâu. Mà bà quen ai ở đây nhỉ? Em đã nói rồi. Tìm bà ở đâu bây giờ? Em biết làm sao được. Đã bà bảo bà rồi, đừng có chuyện trò với ai, bà không nghe cơ. Em cứ ở nhà, để anh đi tìm tiếp nhé. Này, nghe em bảo. Hay là bây giờ thế này, cô chú ơi, cháu bảo này. Cái gì? Bà ở đâu? Cháu có biết bà chỗ nào không? Không, cháu bảo này, đến giờ cháu về rồi. Ừ, cháu phải đi rồi. Có cuộc họp gấp, họp oxy chung cư. Ôi trời đất ơi, hôm nay không có đi đâu hết, ở lại đây, không có về biết gì cả. Ông cô buồn cười gì đấy, cô thuê cháu theo giờ, bây giờ hết giờ cô phải cho cháu về chứ. Cái con bé này. Thôi, chuyện là thế này, bây giờ bà đi đâu cô chú không hề biết mà tìm khắp nơi giờ vẫn không thấy. Bây giờ cháu giúp chú là đi tìm bà nhé. Đấy, cô thấy chưa? Các cụ đã nói cấm có sai, là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cũng là một cái câu giữ ở lại mà chú nói với con như rót mật vào tai người kia. Ai rẻ như cô ấy, bảo sao làm sao? Bảo sao mà bà bỏ đi chứ làm sao? Bây giờ, thế này, biết bà chỗ nào thì đi tìm giúp chú. Không. Bà có hay nói chuyện với cháu là bà đi đâu không? Cháu biết chỗ nào mà bà hay đi, cháu đến đấy cháu tìm giúp cô chú có được không? Vâng ạ. 50.000. 50.000 một giờ ạ. Lại tiền, nào tiền cơ. Cô cứ buồn cười thế nào ấy nhở? Không tiền là thế nào? Bây giờ cái gì cũng quy ra tiền cả. Mà cháu nói cho cô nhá, cô là phụ nữ, cô phải hiền dịu nết na, ăn nói nhẹ nhàng thôi, cô ra ăn cái cơ mặt à. Cô cứ như thế bảo sao bà dỗi đấy. Vâng, bây giờ tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi hết. Thôi. Tại tôi. Cô hai nhà, thì ở đây khóc. Ông thôi.
đâu mà để chúng con tìm hết thôi thế? Mẹ tưởng mẹ không nhìn thấy các con nữa. Mẹ xuống cái nhà đi dạo, xong rồi mẹ cứ đi, đi mãi, mày chẳng thấy ai, chẳng thấy người, mà chẳng thấy cả nhà nữa cơ. Trời ơi, may mà có cái anh này, anh ấy giúp đấy. Vâng, cảm ơn cháu nhá. Cháu thấy bà ở bên khu A, gặp ai bà cũng hỏi han, rồi ai họ cũng lắc đầu. Cứ tưởng là người quen, ai ngờ bà hỏi đường mà chả ai biết. Tìm hiểu được biết bà bên khu A ở cùng cô chú. Cảm ơn cháu. Thôi được rồi. Ủa, mẹ ơi, về đến nhà rồi. Mẹ vào nhà đi. Mẹ đưa bà vào trong nhà. Chú cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng, không có gì ạ. Rồi. Dạ vâng, chào chú. Cảm ơn cháu. Cháu. Chào cháu. Cảm ơn cháu. Dạ vâng, không có gì, cháu chào cô chú ạ. Đấy, mình thấy không? Cũng nhờ thói quen của người nhà quê mà người ta nhận ra mẹ đấy. Cũng nhờ thói quen của người nhà quê, may mà gặp người tốt.